Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 146. Chương 1451, ảnh vô tả trùng sinh 1. Phương Nguyên người này rất thú vị. Đầu tiên, hắn là thiên ngoại chi ma, cho nên hắn mới có tư cách trùng sinh, mới có năng lực thay đổi. Người bình thường, cho dù có ưu tú cũng không thoát khỏi kết quả số mệnh. Tiếp theo, hắn không phải thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, cho nên hắn phải chịu ảnh hưởng và bài bố của thiên ý. Hắn tự cho rằng hắn luyện ra được Xuân Thu Thiền, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Loại đại sát khí như Xuân Thu Thiền đã sớm bị thiên ý ăn mòn. Hiển nhiên, bố cục này đã bắt đầu từ khi Phương Nguyên thu được Xuân Thu Thiền. Nhưng hắn bị thiên ý che đậy, không phát hiện được có chỗ nào là không ổn. Dù sao, nhờ Xuân Thu Thiền trùng sinh chỉ có thể gánh chịu một phần ý chí. Mà ý chí thì ngay cả hồn phách cũng không bằng, rất dễ bị ảnh hưởng. Giống như bây giờ, ta rất muốn đem tất cả ký ức của ta truyền cho ngươi. Đáng tiếc, ý chí của ngươi gánh chịu lại có hạn. Nhất thời, ảnh vô tả há to mồm, hoàn toàn không nói ra lời. Bên trong dòng sông thời gian, sóng cả không dứt, đập vào đóa hồng liên. Từng cánh hoa sen tiêu tán, rất nhanh chỉ còn lại tâm sen. Thời gian của ngươi không còn nhiều. Ý chí u hồn ma tôn thở dài một tiếng, nói tiếp. Phương Nguyên rốt cuộc vẫn là thiên ngoại chi ma. Mặc dù thiên ý có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo âm thanh của nội tâm, lựa chọn cướp đoạt cổ tiên thai mà không phải hủy nó. Kể từ đó, cho dù hắn vẫn là quân cờ, nhưng đã không còn bị bản cờ câu thúc. Thiên ý đương nhiên không cho phép sự tồn tại này, cho nên đã khởi động Xuân Thu Thiền, muốn nhờ tay ngươi đối phó Phương Nguyên. Nhưng thiên ý tuyệt sẽ không để cho ngươi sau khi trùng sinh đoạt lại cổ tiên thai chí tôn. Cho nên, sau khi ngươi trùng sinh, nếu đã không có cơ hội vãn hồi đại cục, ngươi không được nóng nảy mà làm hỏng cơ hội cuối cùng này. Ảnh Vô Tà liền hỏi, vậy ta phải làm như thế nào? Bây giờ Cương Minh đã bị diệt, ảnh tông cũng tiêu tán, thậm chí bản thể cũng bị rơi vào hiểm cảnh. Nhưng chư tiên ảnh tông nhiều ít cũng đều lưu lại thủ đoạn về sau. Ngươi hãy lợi dụng những thứ này trùng kiến lại ảnh tông. Mệnh khó vi phạm nhưng vẫn có thể mượn. Thế lực Trường Sinh Thiên Bắc Nguyên có thể lợi dụng. Về phía Trung Châu cũng có thế lực ẩn tàng. Ý chí của ngươi có hạn. Biết được những thứ này đã là cực hạn. Ngươi hãy dựa vào những thứ đó để trùng kiến ảnh tông, cứu lại bản thể. Quan trọng nhất, ngươi hãy đem những tin tức quan trọng này báo cáo lại cho bản thể. Bởi vì sau khi ngươi trùng sinh, chân truyền Hồng Liên cũng sẽ theo ta mà thay đổi, sẽ không nhớ lại những chuyện này. Đến lúc đó, ngươi mới là người biết chuyện duy nhất. Nhớ kỹ, cây cao vượt rừng gió sẽ dập, gò cao hơn bờ nước xiết trôi. Trước đó, sách lược ngủ đông tích lũy đối phó thiên ý là chính xác. Chúng ta đã thành công một lần thì có thể thành công lần thứ hai. Hãy trân trọng. Bên tai đều là tiếng gió gào thét. Toàn thân Phương Nguyên còn đang bay nhanh trên đường chấn động. Giật mình tỉnh lại, bật thốt, ta trùng sinh rồi. Xuân Thu Thiền quả nhiên lợi hại. Không hổ danh là tiên cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn. Bây giờ là lúc nào? Ảnh vô tà đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện y đang trên đường bay về chính giữa chiến trường núi Nghĩa Thiên. Lúc này, hắn cách mục đích chưa đến vạn dặm. Phương Nguyên cố ý cho ta mượn dùng định tiên du, chính là muốn ta chạy đến trước mặt hắn, để tiện cho hắn đoạt lại cổ trùng, nắm vững chiến thắng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ đến bản thân chính là con cờ của thiên ý. Việc đoạt được Xuân Thu Thiền cũng là do thiên ý khống chế từ đầu đến cuối. Bây giờ ta trùng sinh, đối với tình huống bên trong núi Nghĩa Thiên đều nhớ rõ. Ta có thể dùng tiên cổ định tiên du để thuấn di về quá khứ, đối, phó Phương Nguyên, báo thù rửa hận. Nghĩ đến đây, ảnh vô tà đột nhiên lắc đầu. Đáng chết, lại bị giả ý của Phương Nguyên ảnh hưởng đến quyết định của mình. Ảnh vô tà khẽ cắn môi. Thiên ý quả nhiên không có lòng tốt. Bây giờ cho dù ta có chạy đến, Phương Nguyên đã dùng tiên cổ tiên thai chí tôn, cùng lắm thì thừa lúc hắn suy yếu tạo thành tổn thương cho hắn mà thôi.
đáng tiếc. Nếu trở lại thời khắc ta vừa thoát khỏi mộng cảnh, ta đã có thể ngăn cản được cơn sóng dữ. Hừ, thiên ý sẽ không làm như vậy, bởi vì nó càng không muốn nhìn thấy ta thu hoạch được tiên cổ tiên thai chí tôn. Đại cục đã định, ta cứ dựa theo chỉ thị của ý chí bản thể, tạm thời rút lui. Thiên ý muốn hai hồ tranh chấp, ta sao có thể để nó được như mong muốn chứ? Phàm là người thành tựu đại sự, không muốn nhẫn cũng phải nhẫn. Không cần đối phó Phương Nguyên, cứ để hắn thu hút thiên ý. Nếu hắn còn sống trong tương lai, ta sẽ biến hắn thành cổ tài luyện cổ tiên thai chí tôn, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều phí tổn và tinh lực. Mà ta thì cần phải trùng kiến ảnh tông, kết quả này tuyệt không phải kết thúc. Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đều có thể lợi dụng, không thể để cho bọn họ chạm mặt với Phương Nguyên. Nếu đã biết được giả ý, trong lòng đã có đề phòng, ảnh vô tà đã thoát khỏi sự khống chế của Phương Nguyên. Y nhìn thoáng qua núi Nghĩa Thiên, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ, cừu hận, chờ đợi. Từ khoảng cách này, y nhìn thấy núi Nghĩa Thiên đã trở thành một vùng phế tích. Tên đạo tặc ghê tởm Phương Nguyên mưu đoạt thành quả của y nhất định vẫn còn ở nơi này. Nhưng y vẫn chưa thể đi được, hết thảy phải lấy đại cục làm trọng. Ảnh vô tà nghiến răng, quay người bay đi. Tại sao ảnh vô tà còn chưa về tìm ta? Phương Nguyên chờ cả nửa ngày, tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Nói như vậy, y đã phát hiện ra bố trí của ta, thoát khỏi sự khống chế của ta sao? Lông mày Phương Nguyên cau càng chặt hơn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trí nhớ kiếp trước cũng theo đó mà tiêu tán. Càng không rõ chân tướng của Xuân Thu Thiền, nhưng Phương Nguyên biết rất rõ, lần này phiền phức của hắn lớn rồi. Ảnh vô tà không đến đây, cố ý mà ta rót vào bên trong cổ trùng cũng không cách nào phát động. Nếu vượt qua thời hạn, đám cổ trùng đó sẽ tự hủy. Ta nhất định phải chạy đến trước mặt ảnh vô tà, chế phục y hoặc thuyết phục Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan trợ giúp ta chế phục y. Trong tay Phương Nguyên có cổ thái độ, đó chính là chứng cứ tốt nhất để thuyết phục Hắc Lâu Lan. Về phần thuyết phục Thái Bạch Vân Sinh, vậy thì càng thêm dễ dàng. Dù sao cũng đã chung đụng một khoảng thời gian dài. Nói ra một số chuyện ít ai biết là có thể khiến cho Thái Bạch Vân Sinh tin tưởng. Phương Nguyên kiểm tra lại cổ trùng. Hiện tại trong tay hắn nắm giữ cổ trùng do đổi hồn mang đến. Trước nhất chính là tiên cổ thái độ trong truyền thuyết. Ngoài ra còn có tiên cổ trí đạo tìm ra lời giải, tiên cổ hồn đạo đổi hồn. Về phần những thứ khác đều là phàm cổ hồn đạo, mộng đạo, không nói đến cũng được. Lông mày Phương Nguyên cau chặt. Bởi vì không có cổ trùng di chuyển, chẳng lẽ còn muốn ta đi bộ đuổi theo ảnh vô tà có định tiên du sao? Hoặc biến cổ trùng mộng đạo trên người ảnh vô tà thành của mình? Đám cổ trùng này ngược lại có cổ di chuyển. Bên trong đám cổ trùng đó không có ý chí của Phương Nguyên. Cho nên Phương Nguyên cũng không thể tùy tiện thu phục chúng giống như tìm ra lời giải hay đổi hồn. Muốn vận dụng, chỉ sợ còn phải dựa vào cổ thái độ để tiến hành lừa gạt. Nhưng trước đó đã lừa qua một lần, lần thứ hai nắm chắc được bao nhiêu, ngay cả Phương Nguyên cũng không dám suy đoán. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1452, Ảnh Vô Tà Trùng, Sinh 2. Nhưng cũng không còn cách nào, phải thử một lần thôi. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên vô thức ngẩng đầu nhìn nhục thân ảnh vô tà lơ lửng giữa không trung. Hắn vạn lần không nghĩ đến, đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy ảnh vô tà. Sau một khắc, cơ thể ảnh vô tà đột nhiên nổ tung. Không có bất kỳ âm thanh nào. Đây là một vụ nổ rất yên tĩnh. Đồng thời vụ nổ cũng không gây ra bất kỳ huyết tinh nào. Ngược lại còn rất chói lọi. Toàn bộ xương cốt huyết nhục của ảnh vô tà đều hóa thành từng luồng hào quang sáng lạn. Những luồng hào quang hoa lệ này đã thể hiện ra sắc màu vô cùng lộng lẫy. Nhưng khi đối mặt với mỹ cảnh khiến cho người ta hít thở không thông này, con ngươi Phương Nguyên đột nhiên co rụt lại, vội vàng thối lui lại phía sau, kéo dài khoảng cách. Bởi vì hắn nhận ra đây chính là mộng cảnh. Mộng cảnh lộ ra bên ngoài này đã đạt đến trình độ thâm thúy khó dò, nhanh chóng thành hình trước mặt hắn. Là do ta thi triển dẫn hồn nhập mộng với u hồn ma tôn,
cho nên mới có kết quả này sao? Không, tuyệt không phải. Đang bình thường, tại sao ảnh vô tà lại tự bạo chứ? Lại còn biến thành một giấc mộng. Trong lòng Phương Nguyên nghi hoặc vô cùng. Hắn không biết tuổi thọ của ảnh vô tà chỉ có 9 canh giờ ngắn ngủi. Bên trong 9 canh giờ đó, ảnh vô tà sẽ từ phàm nhân biến thành cổ sư nhất chuyển. Sau 2 canh giờ, sẽ biến thành nhị chuyển, rồi tam chuyển, tứ chuyển, thất chuyển, bát chuyển. Cứ qua một canh giờ, tu vi của y sẽ tăng thêm một chuyển. Đến phút cuối cùng, khi tử vong gần đến, y thậm chí sẽ trở thành cổ tiên cửu chuyển. Nhưng 9 canh giờ thoáng qua, y sẽ tự bạo, hóa thành mộng cảnh. Y vốn là từ không sinh có, vận dụng tiên cổ biến thành sự thật, từ trong mộng cảnh mà sinh ra. Bây giờ hóa thành mộng cảnh cũng không có gì kỳ quái. Mộng cảnh do tự bạo đang điên cuồng khuếch trương, nhanh chóng tràn ngập. Phương Nguyên hao hết khí lực, bay liên tiếp 700 dặm, mộng cảnh mới không lan đến hắn. Nếu rơi xuống mộng cảnh, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mặc dù trong tay Phương Nguyên có tiên cổ tìm ra lời giải, nhưng phàm là không đủ cổ trùng sẽ không thể thi triển sát chiêu tiên đạo giải mộng. Mộng cảnh còn đang lan tràn nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều. Phương Nguyên đành phải lui lại, cách phế tích núi Nghĩa Thiên đến ngoài ngàn dặm. Lúc này, mộng cảnh khuếch trương mới chậm rãi dừng lại. Kể từ đó, mộng cảnh cực lớn với diện tích ngàn dặm đã định hình, vắt ngang trước mắt Phương Nguyên, tràn ngập tầm mắt của hắn. Phương Nguyên hít một hơi khí lạnh, cũng may mà ta không nghe theo lời chỉ điểm của Tinh Túc Tiên Tôn, hủy đi tiên cổ tiên thai. Nếu không, hồn phách của ta cũng sẽ theo nhục thân của ảnh vô tà, hãm chết trong mộng cảnh siêu cấp này rồi. Bây giờ ta phải làm như thế nào đây? Dị biến này đã làm rối loạn nghiêm trọng kế hoạch của Phương Nguyên. Nhục thân của ảnh vô tà rất có giá trị. Còn có cổ trùng mộng đạo trọn vẹn, có thể thôi phát dẫn hồn nhập mộng cực kỳ lợi hại. Điều khiến cho Phương Nguyên nhớ mãi không quên chính là u hồn ma tôn. Mặc dù trạng thái của ông ta không tốt, nhưng nếu thoát khỏi mộng cảnh, rơi vào trong tay Phương Nguyên, Phương Nguyên tiến hành siêu hồn, nói không chừng sẽ biết được rất nhiều bí mật và kinh nghiệm tu hành. Còn có chiến trường lớn như vậy, mặc dù bị vạn kiếp cọ rửa nhiều lần, nhưng nói không chừng vẫn để lại một số tiên khiếu của cổ tiên. Ít nhất thì phúc địa sinh tử vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, những thứ này đều bị mộng cảnh bao vây. Đừng nói bây giờ Phương Nguyên không cách nào thôi động sát chiêu giải mộng, cho dù có thôi động, muốn mở ra mộng cảnh này để trở lại chiến trường, cũng không biết đến ngày tháng năm nào. Phương Nguyên bóp hai tay, nhìn siêu cấp mộng cảnh trước mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Việc đã đến nước này cũng không còn gì để nghĩ. Ở đây không thể ở lâu, náo ra. Động tĩnh lớn như thế, cổ tiên Nam Cương còn lại tất nhiên sẽ liên tiếp đến đây. Phương Nguyên dựa vào ký ức mà chạy đi. Hướng mà hắn lựa chọn chính là hướng mà Thái Bạch Vân Sinh đã ôm nhục thân của hắn thoát đi. Hy vọng vận khí tốt có thể gặp lại bọn họ. Nhưng Phương Nguyên khẳng định không được như ý nguyện. Phương Nguyên không biết, hai người Thái Bạch Vân Sinh sau khi gặp phải cổ tiên Nam Cương rồi kịch chiến, sớm đã thay đổi phương vị. Hắn càng không biết, ảnh vô tà dựa vào ưu thế trùng sinh. Lúc này đã gặp mặt Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan. Phương Nguyên, người tốt nhất nên giải thích cho rõ ràng, nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Mặt Hắc Lâu Lan tái xanh, nhìn ảnh vô tà, không khách sáo nói. Thái Bạch Vân Sinh vội vàng hòa giải. Khoan đã, ta tin Phương Nguyên, nhất định là có nguyên nhân. Trước nghe hắn giải thích đã, ảnh vô tà thành khẩn nhìn Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh là do ta gấp quá. Ta bị trúng chiêu của đối phương, không chỉ lâm vào mộng cảnh đơn giản như vậy. Bây giờ cổ trùng trên người không thể dùng, chỉ có thể giết chết đối phương mới có thể giải được chiêu này. Nhưng rõ ràng ta nhìn thấy ngươi dùng được định tiên du mà. Nếu không phải trên người chúng ta có cổ trùng cảm nhận được vị trí của nhau, ta còn tưởng ngươi bỏ lại chúng ta mà rời khỏi Nam Cương rồi. Giọng điệu Hắc Lâu Lan càng gấp rút hơn, tiếp tục ép hỏi. Đây là ta bị bất đắc dĩ mới sử dụng cấm chiêu mà thôi. Các ngươi cũng nhìn thấy, lần đầu tiên ta vận dụng định tiên du thất bại mà bị thương. Còn nữa, tại sao ta lại bỏ hai người chứ? Cục diện bây giờ,
nguy cơ trùng trùng, chúng ta càng phải đoàn kết nhất trí mới có thể có được hy vọng sống lớn nhất chứ. Ảnh Vô Tà lớn tiếng nói. Hắc Lâu Lan hừ lạnh, đang định nói tiếp. Ảnh Vô Tà vội vàng cắt ngang. Được rồi, bây giờ chúng ta phải sử dụng định tiên du quay về. Thân phận của ta đã bại lộ, tiên đình đã biết, phúc địa hồ tiên đã không còn an toàn. Tất cả tài nguyên bên trong cần phải chuyển đi hết. Phương Nguyên một đường phi nước đại. Hắn không sử dụng bất cứ cổ trùng gì, nhưng lúc này lại chạy như tuấn mã. Chạy liên tục một khắc, hắn cũng không cảm thấy bất kỳ sự mệt mỏi nào. Trên đường đi, hắn vui mừng phát hiện, đừng nhìn cơ thể này trắng nõn non mịn, nhưng thực tế lại phòng ngự kinh người. Khi chạy nhanh, nhánh cây đụng vào cơ thể của hắn cũng không lưu lại bất cứ một vết tích nào. Những cục đá bén nhọn đều bị hai chân của hắn dẫm nát, hoàn toàn không tạo thành trở ngại gì. Đồng thời, khí lực của hắn còn rất lớn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên là có thể nhảy được khoảng cách hơn 3 trượng. Nhưng điều khiến cho Phương Nguyên thất vọng chính là hắn một đường lao nhanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy tung tích của Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh. Gió gào thét bên tai, Phương Nguyên vẫn trèo non lội suối. Cho dù không sử dụng cổ trùng nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Qua khỏi phạm vi tác động của tai kiếp, không còn là vùng đất bằng phẳng mà là rừng cây san sát. Nam Cương nhiều núi. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của địa vực này. Ta chạy lâu như vậy, nửa đường một chút cũng không nghỉ ngơi, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Quan trọng là ta hoàn toàn không vận dụng bất kỳ cổ trùng nào. Lúc này Phương Nguyên đã bước đầu cảm nhận được chỗ đặc biệt của cơ thể này. Cơ thể cổ sư, nếu không sử dụng cổ lợn đen, cổ lợn trắng để cải tạo, nó sẽ không khác gì cơ thể phàm nhân bao nhiêu. Chính vì có đạo ngân mới giúp cho cơ thể cổ sư có chỗ ảo diệu, không tầm thường. Cơ thể này của ta vốn từ tiên cổ cửu chuyển tiên thai chí tôn mà thành. Xem ra đạo ngân trên người ta tuyệt đối không ít. Ít nhất đạo ngân về phương diện lực đạo tuyệt đối còn nhiều hơn so với tích lũy ban đầu của ta. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1453 Phương Nguyên mượn cổ. Phương Nguyên âm thầm ước định trong lòng. Sau khi hắn biến thành tiên cương, hắn cũng không còn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu khôi phục lại trạng thái hoạt bát của nhục thân trước kia, chạy như ngày hôm nay, nhất định chạy chưa được một nửa đã phải ngừng lại nghỉ ngơi. Phương Nguyên lao vùn vụt giữa những khu rừng. Núi đá hiểm trở dưới chân của hắn chẳng khác nào đường bằng phẳng. Cơ thể Phương Nguyên vẫn còn trần trụi, giống như một con sóng bạc xuyên thẳng qua khu rừng dày đặc. Khu rừng rậm rạp nhưng trong tầm mắt của hắn lại rõ vô cùng. Cho dù trong quá trình lao nhanh cũng giống như đứng im, được hắn nhẹ nhõm tránh đi. Nếu dùng thuật ngữ trên trái đất chính là động thái thị giác. Hiện tại động thái thị giác của ta ưu tú đến cực điểm. Đây tuyệt đối không phải là trình độ của người. Cơ thể ban đầu của ta phải sử dụng cổ trùng mới có được trình độ như vậy. Thuần thục, Phương Nguyên leo lên ngọn núi cao nhất. Rừng rậm âm u bên trong tầm mắt đột nhiên biến mất, trở nên khoáng đạt, trời cao núi cao. Gió lớn thổi qua mái tóc dài của hắn, tung bay về phía sau. Phương Nguyên thở dốc 3 lần, sau đó bình phục lại, hơi thở ổn định, giống như một đường phi nước đại vừa rồi không có phát sinh. Thể lực hắn dồi dào đến mức khó có thể tưởng tượng. Gió núi lạnh lẽo, cơ thể Phương Nguyên trần trụi không một mảnh vải, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh. Nhịp tim đang đập nhanh cũng bình phục lại. Mỗi lần tim đập một cái đều hữu lực vô cùng. Phương Nguyên đưa mắt nhìn về phía xa. Tầm mắt của hắn cực kỳ rộng lớn. Tất cả mọi cảnh vật đều hiện ra trong phạm vi vạn bước. Nhẹ nhàng quét qua, ánh mắt Phương Nguyên dừng lại, biểu hiện hơi căng thẳng. Hắn phát hiện vết tích chiến đấu. Xem ra Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan mang theo nhục thân của ta chạy đến đây. Ở đây gặp phải cổ tiên khác, hai bên giao thủ với nhau. Phương Nguyên trực tiếp nhảy từ đỉnh núi xuống. Bịch một tiếng, hắn rơi xuống một ngọn đồi phía dưới 3 trượng. Lông tóc không hề bị tổn hao. Thậm chí ngay cả hai chân cũng không cảm thấy tê dại.
Ngược lại mặt đất bên dưới lại hiện ra vết rách như mạng nhện. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất, bắt đầu tìm kiếm. Chênh lệch độ cao càng lúc càng lớn. Từ 3 trượng ban đầu nhanh chóng tăng lên 5 trượng, 8 trượng, 12 trượng. Nếu chuyển đổi sang đơn vị đo khoảng cách ở trái đất, 3 trượng chính là 9 mét, 5 trượng là 15 mét, cao tương đương 5 tầng lầu. 12 trượng là ngang ngửa cao ốc hay tòa tháp. 12 trượng không phải là cực hạn của Phương Nguyên. Hắn còn tăng lên đến 50 trượng. Đạt đến trình độ này, Phương Nguyên rốt cuộc cảm giác được bàn chân tê dại. Đảm lượng của hắn càng lúc càng lớn. Có mấy lần hắn còn cố ý để chỗ khác trên cơ thể chạm đất. Lồng ngực chạm đất, phía sau chạm đất, thường tạo ra những cái hố trên núi đá cứng rắn. Phương Nguyên từ trong hố đứng lên, điềm nhiên như không có việc gì. Thậm chí cũng không có cảm giác toàn thân tê dại. Hít sâu một hơi, Phương Nguyên một lần nữa nhảy xuống. Lần này là 58 trượng. Độ cao đã không còn quan trọng đối với Phương Nguyên. Quan trọng là lần này Phương Nguyên quyết định dùng đầu chạm đất. Ầm. Một tiếng vang trầm đục, toàn bộ đầu của Phương Nguyên nện sâu vào bên trong hòn đá. Hai tay hắn dùng sức khẽ chống, rút đầu từ trong hố đá ra. Xương đầu là nơi cứng nhất, nhưng Phương Nguyên vẫn có chút cảm giác tê dại, còn hơi choáng. Nhưng cảm giác choáng váng này chỉ kéo dài 2-3 hô hấp. Gió núi thổi qua là biến mất hoàn toàn. Phương Nguyên sờ lên đầu, cẩn thận kiểm tra. Không hề có chút vết thương nào, thậm chí tóc cũng không rụng một sợi. Phương Nguyên thử nhổ một cọng tóc của mình. Hắn phát hiện tóc của hắn rất cứng, phải dùng sức rất nhiều mới rút ra được một cọng. Cọng tóc của hắn lớn hơn so với tóc người bình thường, màu sáng bóng, khiến cho người ta có cảm giác nó giống như một sợi tơ thép cực nhỏ. Hắn lại tiếp tục dùng sức để kéo giãn nhưng không được, vô cùng cứng cỏi. Phương Nguyên nghĩ, nếu quấn sợi tóc này quanh cổ tay mấy vòng, nhất định sẽ tạo thành một vòng tay thép. Tóc này không thể rút loạn được. Nếu chẳng may bị người hữu tâm để ý, nó chính là chứng cứ thượng giai để suy tính. Phương Nguyên vừa chạy về phía có vết tích chiến đấu vừa tiếp tục nhảy núi, thăm dò cực hạn của mình. Độ cao không ngừng tăng lên, rất nhanh từ hơn 50 trượng đến 80 trượng. Đến trình độ này, Phương Nguyên đã cảm nhận được sự đau đớn, nhưng vẫn còn chưa đến không thể chịu đựng được. Cuối cùng, khi đạt đến độ cao hơn 100 trượng, hắn mới ngừng lại lần thí nghiệm này. Từ độ cao này rơi xuống, đủ để khiến cho hắn cảm nhận được sự đau đớn. Đồng thời bộ phận chạm đất, làn da ửng đỏ, xuất hiện hơn 100 trượng là cực hạn của cơ thể nào sao? Phương Nguyên âm thầm líu lưỡi, độ cao này đã đạt đến tình trạng khủng khiếp. Tháp Eiffel Pháp của trái đất cũng chỉ cao hơn 300 mét mà thôi, cũng chính là độ cao của hơn 100 trượng. Dựa vào nhục thân này, không thôi động bất kỳ cổ phòng ngự nào, ngay cả cổ tiên. Chỉ dựa vào nhục thân cũng rất ít người đạt đến trình độ này. Xem ra đạo ngân trên người của ta có tính phòng ngự không ít. Phát hiện này khiến Phương Nguyên yên tâm hơn một chút. Dù sao trong tay hắn, tiên cổ tìm ra lời giải, đổi hồn và thái độ đều không phải tiên cổ phòng ngự. Sau khi đến khu vực có dấu vết chiến đấu để lại, Phương Nguyên ngồi xuống, cẩn thận xem xét. Hình như là bọn họ. Rất nhanh Phương Nguyên đứng dậy, mày cau lại. Không có cổ trùng điều tra, hắn không tiện làm được chuyện gì. Vì thế hắn cũng không thể khẳng định. Nhưng hắn biết mình nhất định phải đuổi theo. Thời gian không còn nhiều nữa. Không kịp xem xét ảo diệu của cơ thể. Vừa nãy thí nghiệm chỉ là thuận tay hành động. Phương Nguyên tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh hắn phát hiện vết tích thứ hai, thứ ba. Phương Nguyên theo dấu vết cũng từ từ thay đổi phương hướng. Cổ tiên giao thủ phần lớn phát sinh giữa không trung, vết tích lan xuống mặt đất cũng không nhiều. Cộng thêm Phương Nguyên không cách nào phi hành, vì thế độ khó để hắn đuổi theo vô cùng cao. Thời gian trôi qua, tâm Phương Nguyên dần dần chìm vào đáy cốc. Bỗng nhiên một bóng người giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Bịch một tiếng rơi xuống trước mặt Phương Nguyên. Ngọn lửa lan tràn bốn phía, trong nháy mắt đã đốt sạch khu rừng trong phạm vi mấy trăm bước xung quanh. Là ai? Phương Nguyên cau mày, lệ mang bắn ra từ trong mắt, quát lạnh. Tại hạ hỏa không động,
Xin hỏi vị bằng hữu này là từ núi Nghĩa Thiên đến sao? Toàn thân người đến đều là lửa nóng hừng hực, thái độ cũng không thân mật. Sắc mặt Phương Nguyên nhanh chóng trầm xuống, khí tức tiên cổ đổi hồn tản ra, không trả lời mà hỏi lại, ngươi đến đúng lúc lắm. Vừa nãy ngươi phi hành trên không trung, có thấy người nào khả nghi không? Người đến cảm nhận được khí tức tiên cổ đổi hồn, lập tức nhận ra Phương Nguyên cũng không dễ trêu, khí thế trì trệ lại. Cổ tiên có tiên cổ lục truyền cũng không nhiều. Tuy hỏa không động xuất thân tán tu, nhưng đã đầu nhập vào Sải Gia Nam Cương. Sải Gia là thế lực siêu cấp. Lần này đại chiến núi Nghĩa Thiên, cổ tiên Sải Gia đã chết. Thái thượng đại trưởng lão Sải Gia lập tức điều động cổ tiên khách khanh hỏa không động đến đây dò xét ngọn nguồn. Nghe Phương Nguyên hỏi lại, hỏa không động thầm nghĩ, người khả nghi. Giữa ban ngày ban mặc, một mình ngươi cởi trần cởi chuồng chạy tán loạn khắp nơi. Ngươi chính là kẻ khả nghi nhất. Gã hơi im lặng một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. Trong phạm vi trăm dặm không chút hơi người, ngoại trừ các hạ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1454, đêm tối gió lạnh một. Thật đáng ghét. Phương Nguyên gào lên, sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn, giống như muốn nuốt người. Lập tức, hắn siết chặt hai tay, nghiến răng nói, xem ra là đã chạy xa rồi. Nhưng cho dù các người có trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi kịp các ngươi. Sỉ nhục lần này, ta muốn các ngươi hoàn lại gấp trăm nghìn lần. Hỏa không động nhìn thấy Phương Nguyên như vậy, trong lòng lập tức có suy đoán, xem ra người này trần truồng chạy khắp nơi, dường như đã bị người khác hãm hại, mất không ít cổ trùng. Tính tình người này khá hung dữ, lửa giận công tâm, ta nên cẩn thận một chút. Phương Nguyên còn chưa giải thích, Hỏa không động đã giải thích dùm Phương Nguyên. Đồng thời, gã càng không muốn trêu chọc Phương Nguyên. Nếu vì người khác cản tai, đúng là hết nói nổi. Ta còn chưa xâm nhập núi Nghĩa Thiên, tự ngươi đi xem đi. Nói xong, Phương Nguyên co cẳng chạy đi. Đối với đáp án này, Hỏa không động tất nhiên không hài lòng. Đang định ngăn cản Phương Nguyên, chợt Phương Nguyên dừng lại, quay đầu hỏi, khoan đã, ngươi là Hỏa không động, người của Sải Gia. Đúng vậy, Hỏa không động ngẩn người đáp. Phương Nguyên nở nụ cười khó coi, rất tốt. Ta và Thái Thượng Cửu trưởng lão Sải Bất Sách các ngươi có quen biết. Sát chiêu chiến trường vạn gia tân hỏa của ông ta đã hoàn thiện chưa? Hỏa không động vội vàng đáp lại, Cửu trưởng lão vẫn còn đang bế quan. Ha ha ha, y đang bị gia gia của y giam lại thì có, là do lần trước đùa giờ y tiên tử. Ha, chờ ta xử lý xong việc này, ta sẽ đến bái phòng y. Phương Nguyên nói xong, vươn tay với Hỏa không động. Ngươi cho ta mượn vài con cổ trùng. Cái gì? Hỏa không động kêu lên. Cái gì mà cái gì? Ngươi đường đường là cổ tiên, cho ta mượn mấy con phàm cổ, có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Phương Nguyên hỏi lại. Hỏa không động nghĩ thầm, Cửu trưởng lão bế quan hoàn thiện sát chiêu chiến trường chỉ là cái cớ đối ngoại mà thôi. Tình huống thực tế chính là do đùa giỡn. Y tiên tử, đối phương biết việc này nhất định quan hệ là thật. Ta phụ thuộc Sải Gia, là tán tu người ngoài. Còn Cửu trưởng lão không chỉ là người của Sải Gia, mà còn là cháu trai Thái Thượng Đại trưởng lão. Nếu ta gặp bạn bè của y, không cho mượn cổ trùng thì không thể nào nói nổi. Cho mượn, dù sao cũng chỉ là phàm cổ, cũng không đáng vào đâu. Hỏa không động lấy cổ trùng ra ngoài, giao cho Phương Nguyên, hỏi, không biết tôn tính đại danh của vị huynh đài này là gì? Không dám. Ta là Đông Phương Hùng Kê. Phương Nguyên khoát tay nói. Hỏa không động trừng mắt, thầm nghĩ, hắn chính là Đông Phương Hùng Kê. Đây đích thật là một trong những đứa bạn xấu của Cửu trưởng lão. Danh xưng keo kiệt truyền khắp Nam Cương, lại có thù tất báo, khí lượng cực nhỏ. Nhưng tướng mạo của hắn không phải như vậy. Ồ, hắn không mặc quần áo. Chỉ có thể thay đổi ngoại hình. Thôi, số cổ trùng cho mượn xem như không thể lấy lại. Đuổi tên tiểu nhân này đi cũng tốt. Vù. Phương Nguyên bay giữa không trung, giống như một quả cầu lửa lớn. Quanh người hắn đốt lên một ngọn lửa.
sau đó kéo ra một luồng khói xám dài đến mấy trượng, thanh thế không kém chút nào. Tình hình vừa nãy rất nguy hiểm, Phương Nguyên gặp phải hỏa không động. Mặc dù trên người hắn có 3 con tiên cổ, còn có một số phàm cổ hồn đạo, mộng đạo, nhưng chúng không được toàn diện. Nếu đánh thật, hắn sẽ bị rơi vào thế hạ phong. Cho dù Phương Nguyên sử dụng sát chiêu tiên đạo, tiến hành đổi hồn với hỏa không động cũng đổi không nổi. Trước đó, hắn đổi hồn với ảnh vô tà đã tốn không ít phàm cổ. Tất cả cổ trùng trên người hắn còn chưa đủ làm thành một bộ hoàn chỉnh. Nhưng Phương Nguyên dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình, không chỉ biến nguy thành an, ngược lại còn lừa được hỏa không động 4 con phàm cổ ngũ truyền. Kiếp trước, ta tham gia đại chiến núi Nghĩa Thiên, gia nhập đánh cược. Mắt thấy cổ tiên Nam Cương đấu nhau, từ đó dò ra không ít tin tức, tình báo quan trọng. Cũng may nhờ vậy, nếu không, ta làm sao biết cửu trưởng lão của Sải Gia có liên quan đến Đông Phương Hùng kia chứ? Lần này lừa được hỏa không động còn phải dựa vào cổ thái độ. Mặc dù Phương Nguyên nắm trong tay gặp mặt từng quen biết, lại còn cải tiến nó, lấy cổ thái độ làm hạch tâm. Hàng nghìn con phàm cổ phụ trợ mới tạo thành gặp mặt từng quen biết phiên bản mới. Nhưng sát chiêu này, bây giờ hắn đương nhiên không dùng nổi. Vừa nãy, đối mặt với hỏa không động, hắn chỉ dùng cổ thái độ mà thôi. Tác dụng cổ thái độ chính là ngụy trang cảm nhận thực tế, biểu đạt thái độ hư giả, khiến cho người khác tin là thật. Càng nghĩ, Phương Nguyên lại càng cảm thấy con cổ thái độ này dùng cực tốt. Chính bởi vì âm thầm dùng cổ thái độ mới khiến cho biểu hiện của hắn không chút sơ hở, không làm cho hỏa không động nghi ngờ, cứ tưởng hắn tức giận thật sự. Còn có một đặc điểm ưu tú nữa chính là số chuyển của cổ thái độ rất cao, điều kiện sử dụng lại cực thấp, chỉ hao phí tâm lực mà thôi. Phương Nguyên vừa mới trùng sinh thành công, tiên nguyên trên người tất nhiên là rất ít, kém xa tích lũy trước đó. Đáng tiếc cổ thái độ không phải của ta, trước sau gì cũng phải trả lại cho Hắc Lâu Lan. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Nguyên tràn ngập tiếc nuối. Mặc dù hắn đã trùng sinh, đổi sang một nhục thân mới, nhưng hồn phách vẫn là trước kia, vẫn không thay đổi. Trước đó không lâu, hắn và Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử đã định ra minh ước mới. Ước thúc của minh ước này rất mạnh, gần như không có lỗ thủng, có thể ước thúc nhục thân và hồn phách. Cho nên, cho dù Phương Nguyên có đổi cơ thể cũng không thể vi phạm minh ước. Nhưng hiệu lực minh ước hẳn chia ra làm 2 phần. Một phần ở hồn phách, một phần ở nhục thân. Bây giờ ta cùng lắm chỉ được xem là nửa đồng minh. 2. Cho dù vậy, tổn thương do trái minh ước quá lớn. Cho dù không ảnh hưởng nhục thân của ta, nhưng hồn phách của ta cũng không thể chịu đựng nổi. Chỉ sợ bên trong cơ thể này còn có không ít đạo ngân chí đạo. Đột nhiên Phương Nguyên thay đổi suy nghĩ, ý thức được một điều. Hắn nhớ rất kỹ, khi hắn vừa mới trở thành tiên cương, đầu óc của hắn không thể chuyển động, giống như một ông già gần đất xa trời, tư duy cực kỳ chậm chạp. Về sau hắn phải nhờ đến thủ đoạn chí đạo mới bù đắp chỗ thiếu hụt này. Hiện tại đổi thành một cơ thể mới, chỉ cần thoáng suy nghĩ, lập tức cảm nhận được tư duy chuyển động nhanh chóng chẳng khác nào ngựa phi. Linh cảm đột nhiên trào ra, giống như nguyên tuyền phun trào. Trong quá trình suy nghĩ, rất nhiều suy nghĩ sinh ra, chẳng khác nào bọt nước trên mặt biển. Rốt cuộc ta không cần dùng đến cổ trùng chí đạo để bù đắp số lượng suy nghĩ không đủ. Lúc này, hốc mắt của Phương Nguyên thiếu chút nữa ẩm ướt. Trước kia, hắn còn phải nhờ cổ trùng để sinh ra suy nghĩ, trợ giúp mình suy nghĩ. Hiện tại, bên trong nhục thể tươi sống này, nó tự chủ sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Đồng thời, chủng loại của những suy nghĩ này còn rất nhiều. Có ác niệm, có thiện niệm, có tưởng niệm, có không niệm, có chiến niệm, có tàn niệm, có chấp niệm. Một người miễn là còn sống, suy nghĩ trong đầu sẽ rất toàn diện, dày đặc hỗn loạn. Điều này cũng không kỳ quái, chỉ là tốc độ suy nghĩ của ta quá siêu phàm. Cho dù đứng dưới vầng sáng trí tuệ, ta cũng phải một mình trèo trống rất lâu. Chính nhờ thế, Phương Nguyên mới phỏng đoán được đạo ngân chí đạo trên nhục thân này có số lượng không ít. Chỉ là có bao nhiêu thì Phương Nguyên chưa thể đoán được, tư duy rõ ràng trước nay chưa từng có.
cho dù là cơ thể trước khi biến thành tiên cương cũng không bì kịp. Ngoại trừ đạo ngân chí đạo, đạo ngân viêm đạo cũng không ít. Phương Nguyên nhìn thoáng qua ngọn lửa, ánh mắt lóe lên tinh mang. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1455, đêm tối gió lạnh 2. Y phục ngọn lửa trên người hắn chính là cổ áo choàng lửa ngũ truyền. Một khi sử dụng, toàn thân sẽ dấy lên ngọn lửa hừng hực. Lửa vô hại nhưng lại vô cùng hoa lệ, cực kỳ có phong cách. Hỏa không động cũng sử dụng cổ trùng này, nhưng ngọn lửa bao trùm toàn thân không cao bằng ngón trỏ của người trưởng thành. Ngọn lửa mà Phương Nguyên sử dụng không chỉ bao trùm toàn thân mà còn ngưng thực vô cùng. Độ cao của ngọn lửa vượt qua cẳng tay của người trưởng thành. Ngoài cổ áo choàng lửa, Phương Nguyên còn mượn một con cổ phi yên ngũ truyền. Hiện tại, Phương Nguyên bay giữa không trung là nhờ năng lực của cổ phi yên. Sau lưng Phương Nguyên, luồng khói đen xám kéo dài vài trượng thì không nói. Quan trọng là tốc độ rất nhanh, vượt qua cực hạn của cổ phi yên, thậm chí còn có thể sánh ngang với một số sát chiêu phàm đạo. Bên trong quá trình bay, gió lớn gào thét bên tai, dãy núi dưới chân lướt càng nhanh hơn. Trong lòng Phương Nguyên có thêm một khẳng định, xem ra không chỉ có đạo ngân viêm đạo mà còn có đạo ngân phi hành. Rốt cuộc cũng có thể bay rồi. Như vậy, cảnh giới đại sư phi hành của Phương Nguyên đã được phát huy đầy đủ. Có thể phi hành đại diện cho việc chiến đấu trở nên cực kỳ linh hoạt. Người đứng trên mặt đất chỉ có thể trái phải trước sau hoặc là nhảy tới. Nhưng trên không trung, bốn phương tám hướng, trên đầu dưới chân gì cũng đều tránh được. Đó chính là sự thay đổi về chất. Chỉnh thể chiến lực nhờ vào cổ trùng này mà tăng lên một đoạn. Đương nhiên, chiến lực trước mắt của Phương Nguyên trong cấp độ cổ tiên vẫn còn rất thấp. Nếu gặp phải cổ tiên nam cương khác, nhất định phải dựa vào cổ thái độ để lừa gạt. Tận lực phòng ngừa chiến đấu, tốt nhất là nên đuổi kịp ảnh vô tà, vạch trần thân phận của y, tụ họp với Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh. Phương Nguyên tính toán trong lòng, mặc dù núi Nghĩa Thiên đã bị mộng cảnh cực lớn bao phủ, ảnh vô tà không đến, đồng nghĩa với việc cố ý của Phương Nguyên sẽ không phát động. Thời gian trôi qua, cổ trùng vốn có của Phương Nguyên sẽ tự hủy. Nhưng chỉ cần Phương Nguyên khống chế cục diện, vẫn sẽ có phương pháp giải quyết. Đó chính là thông qua sự trợ giúp của Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh, nhanh chóng gom góp cổ trùng, tiến hành đổi hồn lần nữa. Sau khi đổi hồn, Phương Nguyên trở lại nhục thân của mình. Khi đó có thể điều động cổ trùng, rút cố ý bên trong cổ trùng ra. Nhưng cần phải nói rõ một chút mối liên quan giữa hồn phách, nhục thân và suy nghĩ. Chỉ có nhục thân thì không cách nào sinh ra suy nghĩ. Nơi nhục thân cung cấp chính là não. Hồn phách sinh ra suy nghĩ, nhưng không bền. Cần phải có não để tồn trữ và sinh ra va chạm giữa các suy nghĩ. Cổ sư khống chế cổ trùng bình thường là thông qua suy nghĩ để điều động. Suy nghĩ mà hồn phách ảnh vô tà sinh ra đương nhiên không giống với suy nghĩ của Phương Nguyên. Cho nên y không cách nào điều động cổ trùng của Phương Nguyên. Thời gian cấp bách, Phương Nguyên nhất định phải giành giật từng giây. Có thể phi hành giữa không trung, tầm mắt của hắn trở nên cực kỳ khoáng đạt. Việc tìm kiếm thuận tiện gấp trăm lần so với trước đó. Trên đường đi, hắn nhiều lần phát hiện vết tích chiến đấu. Phần lớn cổ tiên chiến đấu đều phát sinh trên không trung. Điều này khác với cổ sư. Cổ tiên có cổ trùng, có thời gian có thể rèn luyện năng lực phi hành để chiến đấu. Nhưng cổ sư bình thường thì không được. Cho nên, những vết tích chiến đấu kia đều là dư ba của cuộc chiến, ảnh hưởng đến mặt đất bên dưới, cũng không rõ ràng lắm. Cũng may Nam Cương nhiều núi, nếu là đất bằng như Bắc Nguyên thì lại càng không rõ ràng. Nếu là Đông Hải hoặc Tây Mạc thì càng thêm hỏng bét. Cho dù vậy, Phương Nguyên vẫn không đuổi kịp được mục tiêu. Nhìn sắc trời tối dần, tâm của hắn chìm vào đáy cốc. 2. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, quyết định từ bỏ tìm kiếm, thay đổi phương hướng, nhanh chóng rời đi. Nếu Phương Nguyên cứ đuổi theo mãi, nguy hiểm nhất định sẽ rất lớn. Núi Nghĩa Thiên đã trở thành một nơi thị phi. U hồn ma tôn luyện cổ độ kiếp,
rất nhiều cổ tiên Nam Cương chết đi. Sự tình lớn đến như vậy, nhất định sẽ ngày càng nhiều cổ tiên Nam Cương chạy đến đây. Đám người ảnh vô tả chính là gặp phải đám cổ tiên Nam Cương đến điều tra. Hỏa Không Động mà Phương Nguyên gặp chính là một trong số đó. Nhưng cả hai khác biệt chính là đám người Thái Bạch Vân Sinh là cổ tiên Bắc Nguyên, bị cổ tiên Nam Cương chèn ép. Còn Phương Nguyên lại có khí tức của cổ tiên Nam Cương, cũng không bị ai hoài nghi. Nhưng nếu cứ ở lại lâu, cho dù Phương Nguyên có cổ thái độ cũng không an toàn. Trong đầu ta có lưu lại rất nhiều giả ý, nhưng ảnh vô tà lại không chạy đến, là vì cổ tiên Nam Cương chặn đánh sao? Hay là y đã phát hiện bố trí của ta? Hoặc bên trong có ẩn tình khác? Phương Nguyên suy đoán, ảnh tông lớn như vậy, u hồn ma tôn lại mưu đồ đến mấy vạn năm, nhất định còn có chuẩn bị và bố trí đằng sau. Sản nghiệp Cương Minh các vực lại rất dày, ảnh vô tả có khi nào đến những chỗ đó hay không? Giả thiết tình huống xấu nhất, nếu y nhờ cơ thể của ta mà nuốt sạch tài sản của ta, ta nên ứng đối như thế nào? Núi Đáng Hồn, Cốc Lạc Phách đều từng được u hồn ma tôn dùng để tu hành, phân biệt ở Phúc Địa Hồ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng. Cho dù ảnh vô tả không biết cảnh tượng của Phúc Địa Hồ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng, nhưng y vẫn có thể sử dụng định tiên du đến núi Đáng Hồn và Cốc Lạc Phách. Sau khi đổi hồn, địa linh vẫn có thể phân biệt ra được, nhưng biện pháp lừa gạt địa linh lại có rất nhiều. Đối phương lại là phân hồn của u hồn ma tôn. Phương Nguyên ngừng phi hành, lơ lửng giữa không trung. Gió lạnh không ngừng thổi tới, giống như thổi vào trong lòng hắn. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, gương mặt Phương Nguyên cũng không khỏi phủ lên một lớp bụi mờ. Như vậy, ảnh vô tà, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan rốt cuộc đã đi đâu? Định tiên du, từng chùm tia sáng tiêu tán, ảnh vô tà đã rời khỏi Nam Cương đến Trung Châu. Chủ nhân, không đợi y dò xét xung quanh, một âm thanh yếu ớt truyền vào bên tai. Là ta. Ảnh vô tà ngẩng đầu, ung dung đáp. Ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Xin chủ nhân một ám hiệu. Âm thanh khiếp nhược kia nói tiếp. Ảnh vô tà liền lên tiếng, thiên hóa cửu trọng. Âm thanh kia đáp lời, địa phân ngũ vực. Ảnh vô tà lại nói tiếp, thiên thu vạn nghiệp. Âm thanh kia tiếp lời, ý tể thương sinh. Ngay sau đó, một tiếng bộp vang lên. Hai đầu gối người kia quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói, thạch nô bái kiến chủ nhân. Ảnh vô tà cười ha hả, nhìn vị cổ tiên người đá quỳ bên chân. Cổ tiên người đá lại dập đầu ba cái, lúc này mới cung kính đứng dậy. Nhưng đối mặt với ảnh vô tà, hai tay của gã vẫn rủ xuống, kề sát đùi, cơ thể hơi cúi, ánh mắt chăm chú nhìn một bên chân của ảnh vô tà, không dám nhìn thẳng đối phương. Khí tức cổ tiên trên người gã rất đậm, rõ ràng là cổ tiên thất truyền. Ảnh vô tà sử dụng định tiên du cũng không trực tiếp trở lại Phúc Địa Hồ Tiên đoạt lấy núi Đáng Hồn mà đến một trụ sở bí mật của ảnh tông. Hồn phách của ảnh vô tà vốn là phân hồn của u hồn ma tôn. Trước đó, y thơ ngây chất phác là vì thuần mộng cầu chân thể đã bị tiêu mất ký ức hồn phách. Ký ức của ảnh vô tà tiêu tán, giống như một đứa trẻ mới ra đời. Tất nhiên là lòng dạ nông cạn rồi. Nhưng kịch chiến sinh tử sẽ rèn luyện con người. Đồng thời được ý chí u hồn ma tôn bên trong chân truyền Hồng Liên rót vào, ký ức của ảnh vô tà đã khôi phục được một chút. Tất nhiên làm việc thành thục hơn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1456, đưa cho Phượng Kim Hoàng. Y đã trùng sinh, dĩ nhiên biết được bố trí của Phương Nguyên. Không chỉ một thân cổ trùng không vận dụng được, mà bên trong đầu còn tồn tại giả ý của Phương Nguyên. Chỉ cần mất tập trung một chút, chúng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của y. Số lượng trong tay y có rất nhiều, lại còn rực rỡ muôn màu. Nhưng hắn chỉ sử dụng được mỗi định tiên du. Trong tình huống đó, y đương nhiên không ngu ngốc chạy đến Phúc Địa Hồ Tiên. Cho dù y có thủ đoạn lừa gạt được địa linh, nhưng y còn cần không ít cổ trùng mới thi triển được. Nếu như chưa chuẩn bị gì đã tiến vào Phúc Địa Hồ Tiên,
nhất định sẽ bị địa linh nhận ra, vạch trần thân phận, khi đó sẽ phiền phức rất lớn. Cho nên, ảnh vô tà đã sử dụng định tiên du chạy đến đây để chuẩn bị. Mau dẫn ta đi xem qua một chút, ảnh vô tà phân phó. Vâng, chủ nhân. Cổ tiên người đã vội vàng đồng ý. Hai người chui xuống dưới đất, trải qua những con đường quanh co, một đường hướng xuống, đi vào một hố sâu. Hố sâu này cực lớn, bao trùm phạm vi trăm dặm. Trong hố sâu có bụi đất màu vàng nâu, không ngừng lăn lộn. Bên ngoài hố sâu bố trí từng tầng cổ trận, có tác dụng chữa thương, che giấu, phụ trợ. Ảnh vô tà tập trung nhìn, cẩn thận phân biệt. Mơ hồ có thể nhìn thấy chính giữa có một quả hồn cầu chìm chìm nổi nổi. Y quan sát một lát, sau đó thở dài một hơi. Hồn cầu này là hồn phách của Bạc Thanh. Năm đó, kiếm tiên Bạc Thanh độ kiếp thất bại, được phân hồn hoàng của ảnh tông miễn cưỡng cứu lại. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, thương thế hồn phách của Bạc Thanh càng thêm xấu đi. Chẳng những không khôi phục mà ngày càng suy bại thành hồn cầu như thế này. Hồn phách Bạc Thanh bị hạo kiếp tổn hại, đạo ngân thủy đạo không ngừng được sinh ra. Mặc dù được đạo ngân thổ đạo nồng đậm trong cơ thể áp chế, nhưng cuối cùng trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể kéo dài thời gian, không cách nào trị tận gốc được. Cho dù nội tình như U Hồn Ma Tôn cũng thúc thủ vô sách, nhưng ảnh tông vẫn không từ bỏ. Để trông coi nơi này, ảnh tông đã thu phục một đám người đá, sau đó bồi dưỡng ra được một vị cổ tiên người đá. Vị cổ tiên người đá này chính là Thạch Nô. Ban đầu, U Hồn Ma Tôn chủ tính mấy vạn năm, muốn luyện chế ra cổ tiên thai chí tôn. Mặc dù Thạch Nô chỉ có thất truyền, nhưng cuối cùng cũng là một phần chiến lực. Đáng tiếc, khi đang định triệu hồi gã, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một con khỉ độc nhãn hoang dã xuất hiện. Thạch Nô không thể không đứng ra chọc giận con khỉ, dụ nó đi chỗ khác. Lúc đó, Tháp Giám Thiên đến, ảnh tông đã xử lý hoàn hảo sự kiện này, cho nên cũng không gọi Thạch Nô nữa. Như vậy, Thạch Nô xem như may mắn nhặt về được một cái mạng. Thật ra, từng phương diện của ảnh tông xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng không phải ít. Ngoại trừ Thạch Nô, ví dụ rõ ràng nhất chính là Tần Bách Thắng gặp phải Phượng Cửu Ca. U Hồn Ma Tôn muốn luyện chế cổ tiên thai chí tôn, ý muốn nghịch thiên mà đi, thiên ý tất nhiên sẽ ngăn cản. Nếu U Hồn Ma Tôn là thiên ngoại chi ma, tình huống sẽ tốt hơn một chút. Đáng tiếc, ông ta lại sinh trưởng tại bản địa, nhất định phải tiếp nhận sự cản trở của thiên ý. Thực lực của ảnh tông không thể coi thường, phân bố ở năm vực. Bởi vì thiên ý cản trở, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Sau khi U Hồn Ma Tôn thất bại, ảnh tông cũng bị đánh tan. Nhất là Cương Minh Hạ Tông cũng bị hủy diệt hoàn toàn, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhưng ở năm vực vẫn còn một số bố trí. Ví dụ như cổ tiên Thạch Nô, sau một nén nhang. Đây là đâu? Tần Bách Thắng từ trong tiên khiếu của ảnh vô tà chui ra ngoài. Tại sao không phải là Phúc Địa Hổ Tiên? Ngay sau đó Hắc Lâu Lan cũng từ tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh chui ra ngoài. Hai người nghi hoặc nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ đang ở trong một mật thất dưới đất. Nơi này bố trí cực kỳ thô sơ. Hai người sử dụng cổ trùng điều tra, lập tức phát hiện mật thất nằm dưới lòng đất này chẳng qua chỉ là một góc của toàn bộ mê cung mà thôi. Nơi này là địa đạo sinh sống của người đá. Nói như vậy, nơi này nằm dưới mặt đất. Thái Bạch Vân Sinh nói. Ảnh vô tà gật đầu, không sai. Chúng ta đã về đến Trung Châu, đang ở dưới một địa uyên. Người đá đã được rời đến đây từ trước. Nơi này là một trong những bố trí bí mật của sư tôn. Khó trách Phương Nguyên ngươi lại cắm Phúc Địa tinh tượng xuống địa uyên. Thì ra sư phụ đã sớm bố trí cứ điểm bên trong địa uyên rồi. Thái Bạch Vân Sinh cười nói. Thì ra Phúc Địa thứ hai của Phương Nguyên cũng nằm trong địa uyên. Ảnh vô tà âm thầm ghi nhớ, sau đó gật đầu. Tử Sơn chân quân. Hắc Lâu Lan nghe xong, trong lòng khẽ động, nheo mắt nhìn chằm chằm ảnh vô tà, hỏi lại, vì sao lại không về thẳng Phúc Địa Hồ Tiên? Ảnh vô tà đã sớm chuẩn bị, ung dung đáp, không phải ta không muốn về, mà bây giờ thân phận ta đã bại lộ. Cổ tiên tiên đình đều biết ta.
Mặc dù tốc độ bọn họ trở về Trung Châu kém hơn Định Tiên Du, nhưng đừng quên bọn họ có thủ đoạn tín đạo. Thông báo cho 10 đại cổ phái vây quét Phúc Địa Hồ Tiên, chuyện đơn giản như vậy nhất định bọn họ đã làm. Chúng ta về thẳng đó, nói không chừng sẽ rơi vào cạm bẫy. Cho nên ta về chỗ này trước để tìm hiểu tin tình báo. Vậy ngươi muốn thăm dò cái gì? Hắc Lâu Lan hỏi. Ảnh Vô Tà thở dài một hơi, quả nhiên như ta đã dự liệu, thân phận của ta đã bại lộ. Hiện tại 10 đại cổ phái Trung Châu đã biết chúng ta chính là hung thủ lật đổ lầu Chân Dương. Phúc Địa Hồ Tiên đã bị bao vây, tấn công Phúc Địa cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Thái Bạch Vân, sinh kinh hãi, núi đáng hồn ở đó, phải làm sao mới ổn đây? Thái Bạch Vân sinh biết Phương Nguyên đã tìm được phương pháp trùng sinh. Như vậy, giá trị của Phúc Địa Hồ Tiên sẽ giảm xuống. Quan trọng hơn là tài nguyên tu hành bên trong Phúc Địa. Núi đáng hồn là quan trọng nhất. Có nó chính là có tài nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ảnh Vô Tà cười lạnh, Phúc Địa Hồ Tiên mất đã thành kết cục đã định. Tài nguyên bên trong trước hết cứ để 10 đại cổ phái lấy đi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại. Việc cấp bách bây giờ là phải chuẩn bị để ta mau chóng trở lại thành người. À, Ảnh Vô Tà đột nhiên ngừng lại, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Thái Bạch Vân Sinh vội hỏi. Sự tức giận lóe lên trong mắt Ảnh Vô Tà rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó cười khổ lấy ra Định Tiên Du đã bị nát. Trước đó ta trúng chiêu của Ảnh Tông, bây giờ lại mạnh mẽ thôi động Định Tiên Du, nó đã bị hủy rồi. Cái gì? Nhất thời, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đều cảm thấy đáng tiếc. Định Tiên Du cực kỳ có tác dụng. Nó bị hủy đi. Cả ba người đều có cảm giác đau lòng muốn chết. Ảnh Vô Tà kinh sợ trong lòng. Tại sao Định Tiên Du lại bị hủy? Xem ra đây là thủ đoạn do Phương Nguyên lưu lại. Đáng chết, hắn không những tính toán ta, cố ý cho ta dùng Định Tiên Du, ý đồ dụ ta đến núi Nghĩa Thiên, mà còn lưu lại chiêu này. Định Tiên Du có thể tự hủy, các cổ trùng khác của Phương Nguyên cũng sẽ như vậy. Nghĩ đến đây, Ảnh Vô Tà lập tức đứng ngồi không yên. Y còn định nghĩ cách thu phục những con cổ trùng này của Phương Nguyên. Một chiêu này của Phương Nguyên đã đánh cho y trở tay không kịp. Cố ý, nhất định là cố ý quậy phá. Xem ra ta phải giành giật từng giây mới được. Ta phải mượn tiên cổ trấn áp những con cổ trùng này. Không thể để cho chúng tự hủy theo được. Ảnh Vô Tà kêu lên trong lòng, ánh mắt không che giấu được sự nôn nóng. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1457 Tiên Khiếu Cửu Ngũ Chí Tôn 1. Thái Bạch Vân Sinh cảm nhận không ổn, vội hỏi thăm, Phương Nguyên, chuyện gì thế? Sắc mặt Ảnh Vô Tà âm trầm đến muốn chảy nước, phiền phức lớn rồi. Ta nhất định phải nhanh ứng đối. Nếu không những con cổ trùng khác sẽ có kết quả giống với Định Tiên Du. Có gì ta có thể giúp được để không? Thái Bạch Vân Sinh nghe xong, trong lòng giống như đốt lên một mồi lửa, cảm thấy vô cùng lo lắng. Các người nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa sẽ có người đá dẫn các người đến chỗ nghỉ. Hừ, chuyện này ta có thể ứng phó. Dù sao sư tôn lưu lại cũng không chỉ có một cứ điểm này, vẫn có nhân mạch nữa. Ảnh Vô Tà nói xong liền đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, tại núi Thiên Thê Trung Châu, công phá, công phá. Ha ha, Phúc Địa Hồ Tiên rốt cuộc cũng đã bị chúng ta công phá. Ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử Phương Nguyên này rốt cuộc đã mò được bao nhiêu chỗ tốt. Mọi người đừng vội. Đừng quên núi đáng hồn phải thuộc về 10 đại cổ phái chúng ta thay phiên nhau quản lý. Cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu chen chúc nhau tiến vào. Sau đó, giống như một gáo nước lạnh xối ướt đẫm toàn thân bọn họ. Trống không, tại sao lại trống không? Nơi này chẳng có cái gì cả. Tại sao lại như vậy? Núi đáng hồn đâu? Núi đáng hồn đi đâu rồi? Cổ tiên Trung Châu gào thét. Ngươi chính là Phượng Cửu Ca đại nhân. Địa linh hồ tiên mở to cặp mắt ngập nước, chủ động đến trước mặt Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca hơi sững người, là ta. Chủ nhân nhà ta nhờ ta nói lại với ngươi. Những cái gì cần lấy, ngài ấy đã lấy đi hết. Còn phúc địa này,
ngài ấy trực tiếp để lại cho Phượng Kim Hoàng đại nhân. Phúc Địa Hồ Tiên thoải mái nói, cái gì? Phương Nguyên đã nhanh hơn chúng ta một bước. Trước đó liên thủ, không phải nói người còn ở Nam Cương sao? Vì sao? Phương Nguyên lại đưa Phúc Địa Hồ Tiên cho Phượng Kim Hoàng, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ? Từ sau khi đại hội luyện cổ kết thúc, hai người bọn họ qua lại rất gần. Đây là chuyện mà 10 phái đều biết. Đám cổ tiên thì thầm. Ánh mắt Phượng Cửu Ca quét qua. Mấy lời đồn đại nhảm nhí lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Quay trở lại thời gian cách đây không lâu. Phương Nguyên lần theo ảnh vô ta nhưng không có kết quả. Hắn dừng lại giữa không trung, tâm trạng sa sút. Màn đêm bao phủ mặt đất, càng lúc càng dày đặc. Không khí vô cùng rét lạnh. Gió thổi tới, Phương Nguyên cảm thấy ngay cả bên trong cũng trở nên lạnh lẽo. Kế hoạch ban đầu của hắn rất tốt. Trong cơ thể của mình, hắn đã bố trí giả ý, cố ý, lại còn cố tình cho mượn định tiên du. Dựa theo Phương Nguyên tính toán, khả năng thành công của kế hoạch này rất lớn. Nhưng sự thật hắn đã thất bại. Phương Nguyên không biết hắn đã từng thành công. Nhưng bởi vì thiên ý, bởi vì Xuân Thu Thiền mà thất bại trong gang tấc. Đã thất bại, Phương Nguyên quyết định đối mặt, không chút trốn tránh. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đó cũng là nhờ hắn rèn luyện mấy trăm năm ở thế giới này. Bất kỳ kế hoạch nào, mặc kệ chu đáo chặt chẽ bao nhiêu, vẫn sẽ có khả năng thất bại. Cho dù Ảnh Tông và U Hồn Ma Tôn đã chủ tính đại kế mấy vạn năm, cân nhắc chu đáo đến như vậy, cuối cùng cũng không phải vẫn thất bại sao? Ma Tôn mà còn thất bại, huống chi Phương Nguyên. Bất luận ở đâu trên thế giới này, không có người nào là không thất bại. Phương Nguyên suy đoán tình huống của Ảnh Vô Tà. Trước mắt, bởi vì cổ tiên Nam Cương cản trở, khiến cho Ảnh Vô Tà chạy đến núi Nghĩa Thiên, khả năng này là lớn nhất. Nếu như vậy, bố trí của Phương Nguyên sẽ có tác dụng. Ảnh Vô Tà cũng không phát hiện, tình huống cũng không hỏng bét. Nói không chừng, nếu Phương Nguyên tiếp tục truy tìm, còn có thể lấy lại cổ trùng của mình. Chiến. Lực trong nháy mắt khôi phục lại tình trạng đỉnh phong ngày xưa. Nhưng đây chỉ là một trong những tình huống. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận, chưa lo thắng đã lo bại. Mọi thứ hắn đều dự định cho tình huống bết bát nhất mà chuẩn bị đầy đủ nhất. Vậy tình huống bết bát nhất là gì? Phương Nguyên lơ lửng giữa bầu trời đêm, tự nhủ. Tình huống bết bát nhất chính là Ảnh Vô Tà phát hiện bố trí của hắn. Sau đó tương kế tựu kế lừa gạt Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan. Đến Phúc Địa Hồ Tiên hoặc Phúc Địa Tinh Tượng móc sạch nội tình của Phương Nguyên. Tình huống này cũng rất có thể. Phương Nguyên xem ra, Ảnh Vô Tà là phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Nội tình thâm sâu, nhìn thấu bố trí của hắn cũng không có gì khó. Đồng thời, càng quan trọng hơn, núi Nghĩa Thiên đang có một mộng cảnh siêu cấp bao phủ. Mộng cảnh đã trở thành trở ngại lớn nhất. Ảnh Vô Tà không thể quay lại núi Nghĩa Thiên. Bản thể U Hồn Ma Tôn đã rơi vào mộng cảnh. Ảnh Vô Tà nhất định là muốn cứu bản thể nhưng cổ trùng mộng đạo trên người y quá ít. Nhục thân ban đầu của y vốn có không ít tiên cổ, phàm cổ mộng đạo. Nhưng nhục thân tự bảo, số cổ trùng này còn tồn tại hay không vẫn là một dấu chấm hỏi thật lớn. Cổ trùng vốn rất yếu, cũng giống như tiên cổ. Ngay cả đứa bé đưa tay bóp cũng có thể bóp nát. Cho dù cổ trùng mộng đạo vẫn còn sống, nhưng mộng cảnh quá rộng. Với tình huống của Ảnh Vô Tà lúc này, cũng không có khả năng tiến vào mộng cảnh để tìm lại cổ trùng. Phương Nguyên không hề có tâm lý ôm may mắn. Lúc này, hắn quyết định ngừng đuổi theo. Hạ xuống một đỉnh núi. Nam Cương nhiều núi, trên núi nhiều rừng. Phương Nguyên dựa lưng vào một thân cây cao lớn, ngồi xếp bằng trên một nhánh cây, bình tĩnh lại, thôi động cổ thông thiên. Hắn mượn bốn con phàm cổ ngũ truyền từ Hỏa Không Động. Một con là cổ phi yên, một con là cổ áo choàng lửa, một con là cổ thông thiên, và con còn lại là cổ thần niệm. Hai con cổ trùng sau có tiêu chuẩn thấp nhất. Dùng hai con cổ trùng này là có thể câu thông Bảo Hoàng Thiên. Mà Bảo Hoàng Thiên lại là thị trường buôn bán lớn nhất của cổ tiên năm vực. Phương Nguyên yêu cầu những con cổ trùng này của Hỏa Không Động cũng không có gì kỳ quái. Nếu hắn có những con phàm cổ này,
nhất định có thể mua được những loại cổ trùng thích hợp với bản thân bên trong bảo hoàng thiên, không đến mức trần truồng phi nước đại như bây giờ. Nhưng nếu mượn quá nhiều thì cũng không được, cho dù Phương Nguyên có cổ thái độ, Hỏa Không Động không hoài nghi hắn. Nhưng gã sẽ cho rằng Phương Nguyên muốn tham đồ trên người gã. Bốn con cổ trùng này, trước khi Phương Nguyên sử dụng đều đã kiểm tra cẩn thận qua một lần. Cổ thông thiên cũng không có vấn đề. Nhưng lần này khi Phương Nguyên vừa muốn thôi động, cơ thể của hắn run lên, gương mặt chấn kinh. Theo tính cách của hắn, hắn đã sớm vui buồn không lộ ra ngoài. Nhưng lúc này, hắn lại chấn kinh với mức độ trước nay chưa từng có. Cho dù hắn biết được hắc thủ đứng sau ảnh tông là U Hồn Ma Tôn, hắn cũng không chấn động đến mức như vậy. Thể xác và tinh thần đều kịch chấn. Hắn chấn động đến mức hai mắt mở to, nhìn bầu trời đêm, nhìn lá cây san sát đến mức ngẩn ra. Bình tĩnh lại, Phương Nguyên liên tục chớp mắt thuyết phục bản thân, nhưng hơi thở đã sớm dồn dập, tim cũng đập nhanh ba phần. Hắn một lần nữa rót tinh thần vào trong tiên khiếu của hắn. Nhìn lần thứ hai, Phương Nguyên dò xét tiên khiếu mới của mình lần thứ hai. Toàn thân lại chấn động. Hắn cau mày, cơ bắp toàn thân kéo căng. Một cảnh tượng tiên khiếu khó có thể tưởng tượng được hiện ra trong lòng của hắn. Đây là tiên khiếu kỳ diệu đến cỡ nào? Nếu không phải đích thân chứng kiến, chỉ sợ ta sẽ không tin tưởng trên thế gian này lại có tiên khiếu như thế. Trong lòng Phương Nguyên tràn ngập suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1458, Tiên khiếu cửu ngũ chí tôn 2. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. U Hồn Ma Tôn tiêu tốn mấy vạn năm để tiến hành kế hoạch, gần như móc sạch nội tình của ảnh tông là vì cái gì? Chính là để luyện chế ra cổ tiên khiếu chí tôn cửu truyền. Nhìn lại toàn bộ quá trình luyện cổ, đầu tiên là thập tuyệt tiên cương bày trận, bố trí đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Tiếp theo là dùng thi thể của rất nhiều cổ tiên nam cương đã chết, còn có tiên khiếu của họ là nguyên liệu luyện cổ. Sau đó là thành viên cương minh thuộc năm vực với hơn 100 người dẫn thân vào đại trận. Về sau, bản thể U Hồn Ma Tôn không tiếc hy sinh bản thân thôi động đại trận thập tuyệt. Cuối cùng là nhờ hạo kiếp, vạn kiếp để đúc ra thành quả. Độ khó của mỗi một bước, cho dù là cổ tiên bát truyền cũng khó mà tưởng tượng được. Chỉ nội bước đầu tiên thôi cũng phải tập trung đến 10 vị thập tuyệt thể. Khó đến cỡ nào? Không đến mấy vạn năm chủ tính và chờ đợi. Còn có một chút vận khí mới có thể đạt đến bước này, chứ đừng nói cho đến trình tự về sau. Hao phí cái giá lớn đến như vậy. Hy sinh rất nhiều, có thể nói là giận cả người. Nhưng cuối cùng chỉ để cho ra một con tiên cổ cửu truyền. Cho dù Phương Nguyên không biết được nội tình cũng hiểu được cổ tiên thai chí tôn này có uy năng không tầm thường. Tiên cổ cửu truyền đại diện cho địa vị tôn giả cửu truyền. Hiếm có vô cùng, chân quý vô cùng, cường đại vô cùng. Phương Nguyên đã từng tiếp xúc qua tiên cổ cửu truyền, chính là cổ trí tuệ. Đối mặt với cổ trí tuệ, hắn ngay cả năng lực luyện hóa cũng không có. Hắn chỉ có thể dùng vầng sáng trí tuệ, cũng giống như một bữa tiệc với những món ngon nhất thế giới. Hắn chỉ có thể ngửi được mùi của chúng mà không được ăn. Cho dù là vậy, mùi thơm tuyệt vời như thế vẫn mang đến cho Phương Nguyên sự trợ giúp không gì sánh nổi. Không có vầng sáng trí tuệ, Phương Nguyên tuyệt không phát triển được đến ngày hôm nay. Cơ duyên xảo hợp, hắn đã tiếp xúc với con tiên cổ cửu truyền thứ hai, cổ tiên thai chí tôn. Lần này, hắn không những ngửi được mùi thơm của món ngon nhất thế giới mà còn nuốt vào bụng. U Hồn Ma Tôn luyện ra cổ tiên thai chí tôn, tuyệt không đơn giản như vậy, nhất định có chỗ ảo diệu. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, suy nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Nhưng hắn bận đuổi theo ảnh vô tà, hoàn toàn không có thời gian để thăm dò chỗ ảo diệu này. Nhục thân hoàn toàn mới của Phương Nguyên là do cổ tiên thai chí tôn biến thành. Thăm dò sự huyền bí trong đó, mặc dù quan trọng, nhưng lại không thể gấp được. Việc cấp bách bây giờ là đuổi kịp ảnh vô tà, lấy lại cổ trùng của hắn. Cho nên, Phương Nguyên đã gác chuyện này ra sau đầu. Hiện tại, hắn đuổi theo ảnh vô tà thất bại, lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất,
dự định thôi động cổ thông thiên câu thông bảo hoàng thiên. Lúc này, đây là lần đầu tiên hắn dò xét tiên khiếu của mình. Cảnh tượng khiến cho hắn chấn động vô cùng. Bởi vì cảnh tượng tiên khiếu vượt ra khỏi thường thức tu hành trước giờ của Phương Nguyên. Tiên khiếu rõ ràng chỉ là phúc địa của cổ tiên lục truyền, nhưng không gian bên trong rất lớn, vô cùng lớn. Lớn đến trình độ như thế nào? Đa số cổ tiên lục truyền, tiên khiếu phúc địa đều là trung đẳng hoặc hạ đẳng. Phúc địa hạ đẳng nhiều lắm cũng chỉ có 300 vạn mẫu. Phúc địa trung đẳng thì vượt qua 300 vạn mẫu nhưng không quá 600 vạn mẫu. Đây là tình hình chung của cổ tiên lục truyền. Có một số ít cổ tiên lục truyền giống như Thái Bạch Vân Sinh, có được truyền thừa ưu tú. Khi thăng tiên nội tình cũng sâu dày, cho nên mới thành tựu phúc địa thượng đẳng. Diện tích của phúc địa thượng đẳng nhiều hơn 600 vạn mẫu nhưng không quá 900 vạn mẫu. Phúc địa thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng gần như bao gồm tất cả tình huống của cổ tiên lục truyền. Nói là gần như bởi vì còn có một lệ riêng. Đó chính là cổ tiên thập tuyệt như Đại Lực Chân Vũ Thể, Bắc Minh Băng Phách Thể, Thái Nhật Dương Mãng Thể, Cổ Nguyệt Âm Hoang Thể. Một khi thập tuyệt thể thăng làm cổ tiên, ví dụ như Hắc Lâu Lan, sẽ có được phúc địa hạng nhất. Diện tích phúc địa hạng nhất vượt qua 1.000 vạn mẫu, nhưng không quá 2.000 vạn mẫu. Số lượng phúc địa hạng nhất rất ít, bởi vì bản thân thập tuyệt thể khó gặp. Đại đa số bọn họ đều nửa đường chết yểu, số lượng thành tiên ít càng thêm ít. Đương nhiên, một khi thập tuyệt thể thành tiên, nội không gian tiêu khiếu không đã là một vốn liếng rất lớn. Tiên khiếu tất nhiên càng lớn càng tốt. Bởi vì càng lớn, nói rõ đạo ngân vũ đạo rất nhiều, có thể trang bị và sản xuất số lượng tài nguyên với quy mô cao nhất. Rất nhiều cổ tiên trong quá trình tu hành thường hay gặp một phiền toái. Không gian tiên khiếu không đủ, quy mô đàn thú quá lớn thì phải bán ra ngoài làm thức ăn. Số lượng dị nhân quá nhiều thì cần phải đem ra bán làm nô lệ. Số lượng cỏ cây vượt quá giới hạn, ảnh hưởng đến cân bằng thì cần diệt trừ một phần. Người nào mà không biết, quy mô đàn thú càng lớn, hàng năm sẽ sinh ra bao nhiêu con non chứ? Người nào mà không biết, số lượng nhân khẩu càng lớn thì dị nhân sẽ càng nhiều. Ai lại muốn nhổ cỏ cây mà mình trồng bên trong tiên khiếu? Không cho bọn chúng sinh trưởng, để càng lâu thì giá trị cao hơn một chút chứ? Nhưng cũng không còn cách nào. Không gian tiên khiếu lớn nhỏ là nằm ở đây. Cho nên, rất nhiều cổ tiên trăm phương nghìn kế nghĩ cách tăng trưởng quy mô tiên khiếu bản thân, ví dụ như tiên cổ mở đất, có thể gia tăng đạo ngân vũ đạo cho tiên khiếu là một trong những phương pháp gia tăng không gian. Nhưng những phương pháp như dùng tiên cổ mở đất cũng chỉ đưa đến tác dụng dệt hoa trên gấm. Không nói đến, việc vận dụng những phương pháp phải trả cái giá lớn, quyết định chủ yếu phúc địa lớn nhỏ vẫn chỉ là phẩm cấp bản thân phúc địa mà thôi. Nhắc lại tiên khiếu của Phương Nguyên, tiên khiếu của hắn, diện tích mỗi một tầng đều vượt qua 5.000 vạn mẫu. 5.000 vạn mẫu là đã vượt qua tiên khiếu hạng nhất của cổ tiên thập tuyệt thể. Nhưng đây chỉ là một tầng bên trong tiên khiếu. Phương Nguyên phát hiện, tiên khiếu của hắn tổng cộng chia làm 10 tầng. Mỗi một tầng đều vượt qua 5.000 vạn mẫu. Nếu tính tổng lại, 10 tầng chính là 500 triệu mẫu. Đây là khái niệm gì? Phương Nguyên không có khái niệm, bởi vì hắn chưa từng nghe nói, càng chưa từng tưởng tượng qua trên thế gian này lại có tiên khiếu biến thái đến như vậy. Không gian cực lớn vẫn chỉ là điểm thứ nhất. Tiên khiếu Phương Nguyên còn chia thành 10 tầng. Hiện tượng này vô cùng đặc biệt. Tiên khiếu phúc địa bình thường sẽ không phân chia kết cấu bên trong, chỉ có một không gian thống nhất. Ví dụ như phúc địa hổ tiên, phúc địa tinh tượng. Từ lúc nào bên trong tiên khiếu lại có kết cấu như thế? Là khi tiên khiếu trở thành động thiên. Lúc này, tiên khiếu sẽ vì tình huống cụ thể của cổ tiên mà phát sinh thay đổi, từ bên trong phân ra bộ phận khác biệt. Động thiên phồn tinh là một ví dụ rõ ràng. Phúc địa của ta lại có đặc điểm của động thiên. Ngay cả phúc địa lang gia cao cấp cũng chỉ có không gian thống nhất. Mà phúc địa lang gia là từ động thiên giảm xuống. Còn phúc địa của ta cũng chỉ có lục truyền, còn trong giai đoạn cất bước. Nhưng ngay tầng thứ nhất đã chia nhỏ thành 5 bộ phận. Tiên khiếu của Phương Nguyên tổng cộng có 10 tầng. Tầng thứ nhất có thổ địa rộng lớn, hóa thành 5 phần nhỏ.
Tầng thứ 2 đến tầng thứ 10 không có đất, hoàn toàn trống rỗng. Điều khiến cho Phương Nguyên để ý chính là 5 phần của tầng thứ nhất phân chia rất hoàn chỉnh. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1459, Tiên khiếu cửu ngũ chí tôn 3. Phần chính giữa là phần phì nhiêu nhất, mặt đất đông đảo. Còn phần phía nam, đa số đều là đồi núi và sơn phong, sương mù ướt át. Phía bắc lấy thảo nguyên làm chủ, gió lớn quét qua. Phía đông là biển rộng, quần đảo trải dài. Phía tây tương đối hoang vu, nhiệt độ không khí rất cao, lấy sa mạc làm chủ. Dựa theo bố cục này, nó giống như năm vực hiện tại. Nam Cương, Đông Hải, Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Phương Nguyên lẩm bẩm. Càng khiến hắn giật mình còn có tầng thứ 2 đến tầng thứ 10. Không gian 9 tầng không có thổ nhưỡng, cũng không có vật gì. Nhưng tất cả đều có màu sắc, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, trắng, đen. Cửu Thiên Thái Cổ cũng không phải có 9 màu như thế này sao? Chỉ là về sau, bởi vì nhân tổ và 10 người con dẫn đến 7 thiên rơi vỡ. Bên trên đại địa rộng lớn chứa đầy mảnh vỡ thế giới 7 thiên thái cổ. Bây giờ chỉ còn lại Bạch Thiên và Hắc Thiên, Cửu Trọng Thiên, Ngũ Đại Vực, Cửu Ngũ, Chí Tôn, cho nên mới được xưng là cổ tiên thai Chí Tôn. Thật ra, Phương Nguyên sớm có cảm giác tiên khiếu của hắn sẽ khác với người bình thường. Nó sẽ rất ưu tú, nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến sẽ ưu tú đến cỡ vậy. Lại còn ưu tú đến mức khiến Phương Nguyên có chút khủng hoảng. Khủng hoảng, động từ này dường như khó có thể lý giải được, nhưng có thể là một so sánh. Cùng loại với Thái Bạch Vân Sinh là nhân sĩ tinh anh, cổ tiên thập tuyệt như Hắc Lâu Lan chính là thiên tài trong thiên tài. Hiện tại Phương Nguyên được tính là cái gì? Hắn đã vượt ra khỏi phạm chủ thiên tài. Phải dùng một từ để hình dung, đó chính là quái vật. Đối với thiên tài, mọi người sẽ ước ao ghen tị. Đối với quái vật, nó đã vượt qua lẽ thường, mọi người sẽ sợ. 500 năm kiếp trước, tiên khiếu của Phương Nguyên cũng chỉ là thượng đẳng. Trùng sinh, sau khi thăng tiên, tiên khiếu cũng chỉ có trung đẳng. Hắn cố gắng đạt đến hạng nhất, nhưng đột nhiên hắn lại có được tiên khiếu này. Tự nhiên, hắn phát hiện mình đang từ một cổ tiên bình thường trở thành một quái vật biến thái. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng. Tuyệt không thể để lộ tiên khiếu này ra ngoài được. Một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ bị đả kích và truy sát. Nhưng cho dù có nói ra, chắc cũng chẳng ai tin có loại tiên khiếu này. À, không, ít nhất U Hồn Ma Tôn sẽ tin. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phương Nguyên không khỏi trầm xuống. Tiên khiếu cửu ngũ chí tôn càng ưu dị, cừu hận giữa hắn và U Hồn Ma Tôn, Ảnh Tông sẽ càng sâu. Mặc dù Phương Nguyên còn chưa đào móc ra được sự ảo diệu của tiên khiếu chí tôn, nhưng nhìn những đặc điểm ngoài mặt này, cừu hận giữa hắn và U Hồn Ma Tôn, Ảnh Tông đã là không đội trời chung. Cho dù đối phương không có tu vi cửu chuyển, nhưng cũng là chuẩn cửu chuyển. Đối mặt với cường địch như vậy, trong lòng Phương Nguyên tất nhiên phải có áp lực. Trước mắt, bản thể U Hồn Ma Tôn đang bị vây trong mộng cảnh. Nhưng ông ta đã chủ tính mấy vạn năm, nhất định còn có chuẩn bị đằng sau. Ảnh Vô Ta là phân hồn của ông ta. Hiện tại thay thế nhục thân của ta, hành tung không rõ. Quan trọng là Cương Minh tiêu vong, Ảnh Tông tàn bại. Thế lực siêu cấp này rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình còn sót lại? Còn nữa, 500 năm kiếp trước, Ảnh Tông và U Hồn Ma Tôn rốt cuộc có thành công hay không? Nhục thân mới đúng là tốt. Trong nháy mắt, Phương Nguyên nghĩ đến rất nhiều thứ. Suy nghĩ trong đầu va chạm liên tiếp. Vẫn đến Bảo Hoàng Thiên trước thôi. Phương Nguyên ổn định tinh thần. Phát hiện tiên khiếu chí tôn chỉ tốn của hắn một chút thời gian, không đáng lo ngại. Hắn thôi động cổ thông thiên, sau đó dùng cổ thần niệm xe nhẹ đường quen đến Bảo Hoàng Thiên. Bảo Hoàng Thiên có thể trở thành chỗ giao dịch lớn nhất của cổ tiên năm vực. Tất nhiên địa vị rất lớn. Nó là động thiên của một cổ tiên, kết hợp với mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ, từ đó hình thành. Hoàng Thiên cùng cấp độ với Bạch Thiên,
Hắc Thiên trong Cửu Thiên Thái Cổ. Cho dù phàm nhân ngẩng đầu nhìn trời, nhất định sẽ phát hiện Bạch Thiên và Hắc Thiên. Chỉ cần cổ tiên dùng cổ thông thiên, Bảo Hoàng Thiên giống như một ngọn đuốc trong phòng tối. Quá trình câu thông Bảo Hoàng Thiên vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên hóa thành một mặt kính. Cảnh tượng bên trong mặt kính chính là Bảo Hoàng Thiên. Phương Nguyên thôi động cổ thần niệm, không ngừng rót suy nghĩ vào. Một lát sau, hắn đã liên lạc với địa linh Tiểu Hồ Tiên. Dựa theo lời nhắc nhở của Phương Nguyên trước khi đi, địa linh Tiểu Hồ Tiên vẫn luôn mở cổ thông thiên trong tay nó. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, mặc dù không biết đại chiến núi Nghĩa Thiên sẽ có kết cục như thế này, nhưng hắn cũng hiểu, một khi sự việc bại lộ, Phúc Địa Hồ Tiên sẽ bị cổ tiên Trung Châu vây quét. Các loại tài nguyên như long ngư, u hỏa long mãng bên trong Phúc Địa Hồ Tiên đã được chuyển đi từ sớm, lần lượt rời vào Phúc Địa Tinh Tượng. Bên trong Phúc Địa Hồ Tiên chỉ còn lại núi Đáng Hồn, mấy tòa thạch tổ của Phương Nguyên, còn có rất nhiều người lông. Trong hang đá dưới mặt đất còn giấu cổ trí tuệ và một số tiên cổ kiếm đạo của tiên cương Bạc Thanh mà Phương Nguyên trộm được. Núi Đáng Hồn được giữ lại bên trong Phúc Địa Hồ Tiên là để thuận tiện cho việc buôn bán cổ can đảm. Dù sao Phúc Địa Hồ Tiên và Linh Duyên Trai, tiên hạc môn đã có liên hệ trực tiếp. Nếu đổi lại là Phúc Địa Tinh Tượng rất dễ dàng bị suy đoán ra. Còn có một điểm, Phúc Địa Hồ Tiên là Phúc Địa Nô Đạo. Đạo ngân nô đạo bên trong rất nhiều, rất có lợi cho Phương Nguyên quản lý nô lệ người lông. Người lông ở bên trong Phúc Địa Tinh Tượng sẽ không nghe lời như ở Phúc Địa Hồ Tiên, càng không cố gắng luyện cổ. Mặc dù người lông là dị nhân, nhưng cũng có thất tình lục dục, sẽ tiêu cực biếng nhác. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng cân nhắc đến Hắc Lâu Lan và phần thiên ma nữ. Về phần cổ trí tuệ, Phương Nguyên vẫn muốn rời nó đi nhất. Nhưng hắn lại không có năng lực này. Lúc trước, hắn và cổ trí tuệ đạt thành hiệp nghị chỉ vì thế cục đặc biệt mà thôi. Phương Nguyên liên lạc với địa linh Tiểu Hồ Tiên. Vâng, là chủ nhân sao? Tiểu Hồ Tiên cao hứng hỏi. Là ta. Phương Nguyên trả lời, thật là chủ nhân sao? Vậy chúng ta trao đổi ám hiệu đi. Tiểu Hồ Tiên lại nói. Hai người trao đổi ám hiệu. Tiểu Hồ Tiên vui vẻ nói, chủ nhân, ngài bên kia vẫn tốt chứ? Người ta nhớ ngài lắm đấy. Phương Nguyên mỉm cười, nói sơ tình huống quan trọng, thông báo cho Tiểu Hồ Tiên, đồng thời ra lệnh cho nó khai thác phương án đã định. Cho đến bây giờ, Phương Nguyên vẫn phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, lo lắng có một ngày cổ tiên Trung Châu vây công Phúc Địa Hồ Tiên. Để tận lực giảm bớt tổn thất, Phương Nguyên đã lợi dụng vầng sáng trí tuệ suy tính ra tình huống khác nhau và phương án ứng đối. Đồng thời, hắn đem những phương án này dạy cho Tiểu Hồ Tiên. Phòng ngừa chu đáo tất nhiên là rất tốt. Nhưng sau khi Tiểu Hồ Tiên nghe xong, nhớ lại phương án đó, liền ngây ra một lúc, sau đó khóc thành tiếng. Chủ nhân, ngài không cần Tiểu Hồ Tiên nữa sao? Tiểu Hồ Tiên rất ngoan, về sau sẽ càng nghe lời chủ nhân hơn. Hì, Phương Nguyên cười nói, ngươi yên tâm đi. Phương án ất tổ bính đã được sửa chữa qua. Ngươi cứ dựa theo phương án này mà làm việc, đối phương sẽ không thật sự tiếp nhận được ngươi. Tiểu Hồ Tiên nín khóc, hoàn toàn tin tưởng Phương Nguyên, không hoài nghi suy đoán của hắn. Nó dựa theo phương án mà làm việc, liên lạc với địa linh Lang Gia. Bên phía địa linh Lang Gia, Phương Nguyên đã sớm nói chuyện trước đó. Dù sao hắn cũng là trưởng lão khách khanh của phái Lang Gia. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1460 Tiên cổ bản mệnh cầu thì vận 1. Địa linh Lang Gia rất nhanh phái một số cổ tiên người lông lục chuyển, thông qua tinh môn đến Phúc Địa Hồ Tiên. Bọn họ thi triển chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La, hóa thành người khổng lồ, nâng núi Đáng Hồn lên. Sau đó đặt vào bên trong tiên khiếu của một vị cổ tiên người lông, thông qua tinh môn mang về Phúc Địa Lang Gia. Tiểu Hồ Tiên lại dẫn bọn họ đến trước mặt cổ trí tuệ. Đám cổ tiên người lông sợ ngây người, liền báo tin trở về. Sau một hồi khiếp sợ, địa linh Lang Gia vội vàng sử dụng thủ đoạn lừa cổ trí tuệ và tiên khiếu của một vị cổ tiên người lông đưa đến Phúc Địa Lang Gia.
Sau khi biết được kết quả này, Phương Nguyên thở phào một hơi. Bại lộ của trí tuệ cho Địa Linh Lang Gia biết cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Sự thật chứng minh, Địa Linh Lang Gia không làm Phương Nguyên thất vọng. Dù sao lão cũng là chấp niệm của Trường Mao Lão Tổ biến thành. Lúc trước, tài năng luyện đạo của Trường Mao Lão Tổ còn vượt qua cả Cự Dương Tiên Tôn và Đạo Thiên Ma Tôn. Ông được xưng là đệ nhất nhân luyện đạo. Nhân vật như vậy, nội tình sẽ thâm bất khả chắc. Cũng có hậu nhân khảo chứng, nếu không phải thể chất của Trường Mao Lão Tổ có hạn, lại là dị nhân người Long, mà là một cổ tiên nhân tộc bình thường, chưa biết chừng ông đã có thể thành tựu cảnh giới tôn giả cửu truyền trí cao. Sau khi Địa Linh Lang Gia Na Di cổ trí tuệ đến Phúc Địa Lang Gia, Phương Nguyên tiếp tục liên lạc với Địa Linh Phúc Địa Tinh Tượng, di chuyển Cốc Lạc Phách đến Phúc Địa Lang Gia luôn. Như vậy, núi Đáng Hồn và Cốc Lạc Phách đều ở Phúc Địa Lang Gia. Cho dù Định Tiên Du không bị hủy, ảnh vô tà cướp đoạt thành công, thông qua Định Tiên Du đến núi Đáng Hồn hay Cốc Lạc Phách, khi đó phái Lang Gia sẽ thay Phương Nguyên cản tai. Di chuyển xong hai Phúc Địa Hổ Tiên và Tinh Tượng, hậu phương xem như đã bình định. Sau khi hoàn thành đại sự, Phương Nguyên không khỏi thở ra một hơi, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Hắn là người chưa lo thắng đã lo bại. Hành động lần này đã thành. Mặc kệ ảnh vô tà ứng đối ra sao, tổn thất của Phương Nguyên cũng đã giảm. Nhắc đến cũng khá thú vị. Trời xui đất khiến, thân phận của hắn và ảnh vô tà lại đổi cho nhau. Phương Nguyên quyết chí vĩnh sinh. Nhục thân đối với hắn mà nói chẳng khác nào một cái túi da, lấy hay bỏ cũng không hề lưu luyến. Hắn quan tâm chỉ có ba thứ. Thứ nhất, cổ trùng trên người nhục thân. Thứ hai, tài nguyên tu hành tích lũy bên trong Phúc Địa Hổ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng. Thứ ba, Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh, Địa Linh Lang Gia, Linh Duyên Trai, Tiên Hạc Môn. Các loại quan hệ, Phương Nguyên quan sát trời đêm. Gió trên đỉnh núi thổi đến cây tùng mà hắn đang ngồi khiến nhánh cây lung lay. Trong lòng hắn thầm nghĩ, dựa theo thời tiết này, Định Tiên Du đã tự hủy. Tiếp theo sẽ là những cổ trùng khác. Không biết ảnh vô tà sẽ có ứng đối như thế nào. Hy vọng thu hồi lại những con cổ trùng đó đã cực kỳ nhỏ. Tài nguyên Phúc Địa Hổ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng đã được chuyển đi. Phúc Địa Hổ Tiên rơi vào tay cổ tiên Trung Châu, còn Phúc Địa Tinh Tượng thì được giấu ở chỗ sâu địa uyên. Bây giờ chỉ còn lại vấn đề quan tâm thứ ba, đám người Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh mà thôi. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ. Trong đó, mối quan hệ với Linh Duyên Trai và Tiên Hạc Môn Trung Châu xem như đã vỡ. Phương Nguyên phá hủy lầu Chân Dương 88 góc đã bị bóc trần cho thiên hạ biết. Tiên đình truy cứu xuống, nhất định sẽ tìm Phương Nguyên. Ảnh vô tà lấy nhục thân của Phương Nguyên, xét theo một trình độ nào đó, chính là thay Phương Nguyên cản tai. Cho nên, những phương diện này đều không đáng lo. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh mới thật sự là mối quan tâm của Phương Nguyên. Lê Sơn Tiên Tử và Phần Thiên Ma Nữ đã chết, giá trị lợi dụng của Hắc Lâu Lan đã giảm xuống, nhưng nàng vẫn là cổ tiên thập tuyệt, đại lực chân vũ thể. Cộng thêm thân phận tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai 500 năm kiếp trước, khí vận rất mạnh, lại là kiêu hùng, tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù trên người Thái Bạch Vân Sinh chỉ có hai con tiên cổ, nhưng con nào cũng là cực phẩm, có tác dụng cực lớn. Phương Nguyên rất lo lắng cả hai sẽ bị ảnh vô tà lợi dụng gây khó xử cho hắn. Cho nên, sau khi liên lạc với Phúc Địa Hổ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng xong, Phương Nguyên định thông qua Bảo Hoàng Thiên câu thông với Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh. Bọn họ cũng có lưu lại ý chí của mình bên trong Bảo Hoàng Thiên. Đây chính là thủ đoạn câu thông đã sớm lưu lại từ trước. Nhưng Phương Nguyên trao đổi với ý chí của hai người trong Bảo Hoàng Thiên chứ chưa thật sự liên lạc chính thức với hai người. Chỉ khi nào hai người này chủ động trao đổi bên trong Bảo Hoàng Thiên, ý chí trở về bản thể, tiến hành trao đổi mới biết được chân tướng. Không liên lạc được, ánh mắt Phương Nguyên hiện lên sự lo lắng. Rơi vào đường cùng, hắn tạm thời từ bỏ, ngược lại liên lạc với Địa Linh Lang Gia. Lần này đã được đáp lại. Nhóc, cuối cùng thì ngươi cũng đã liên lạc với ta. Địa Linh Lang Gia kích động vô cùng, kêu gào ầm ĩ. Nói thật, lão đồng ý giúp Phương Nguyên,
chủ yếu là vì Phương Nguyên đã gia nhập phái Lang Già. Sau khi lão phát hiện ra núi Đãng Hồn, Cốc Lạc Phách, nhất là Cổ Trí Tuệ, lão đã thật sự sợ đến ngây người. Có thể dùng một từ để hình dung, chính là rúng động. Lão vạn lần không nghĩ đến nội tình của Phương Nguyên lại sâu như thế, sâu đến mức lão khó có thể tin nổi. Nghe được tiếng kêu của địa linh Lang Già, Phương Nguyên hé miệng cười, giống như nhìn thấy một địa linh lông dài đang nhảy nhót tưng bừng, khoa tay múa chân, biểu lộ khoa trương vô cùng. Địa linh Lang Già có nguồn gốc từ Trường Mao lão tổ, vô cùng đặc biệt là do hai chấp niệm tạo thành. Chấp niệm hiện tại rất có tính xâm lược, một lòng muốn để người Long trở thành chủ của năm vực, đè xuống nhân tộc. So với chấp niệm tiên phong đạo cốt trước đó còn nóng nảy hơn. Nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần là địa linh cũng sẽ không gạt người, đều rất thẳng tính. Phương Nguyên ở chung với địa linh, so với cổ tiên nhân tộc biết mặt mà không biết lòng còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phương Nguyên im lặng, địa linh Lang Gia bên kia quả nhiên không thể nhịn được, tiếp tục nói: "Phương Nguyên, phái Lang Gia lần này đã giúp ngươi một đại ân. Bằng không, những tổn thất của ngươi còn không khiến ngươi đập đầu chết sao? Ngươi nói đi, ngươi lấy gì để hồi báo ta?" Dừng một chút, Phương Nguyên nghe địa linh Lang Gia nói: "Tiểu tử, ngươi mau hiến những thứ này cho môn phái đi. Ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi là thái thượng trưởng lão khách khanh của chúng ta. Ta sẽ tính cho ngươi rất nhiều điểm cống hiến, đủ để cho ngươi đổi lấy vô số cổ phương tiên cổ, còn có tiên cổ nữa." Phương Nguyên đã nhờ địa linh Lang Gia ra tay, tất nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho dù ai nhìn thấy núi Đãng Hồn, Cốc Lạc Phách, còn có Cổ Trí Tuệ đều sẽ động tâm. Ngay cả địa linh Lang Gia cũng không ngoại lệ. Mặc dù địa linh Lang Gia thẳng tính, người toàn cơ bắp, nhưng cũng không phải vật vô tri. Lúc này Phương Nguyên ung dung đáp lại: "Ta là thái thượng trưởng lão khách khanh phái Lang Gia, đây đều là của ta. Đại trưởng lão, ngươi không muốn tham ô những vật này của ta chứ?" "A a a." Địa linh Lang Gia bứt tóc la to: "Sớm biết như vậy, ta cũng không cần ngươi tham gia phái Lang Gia. Như vậy, ta có thể trực tiếp tịch thu những chân bảo vô thượng này của ngươi. Đáng chết, ta lại nói lời thật rồi." Các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.